pháp sư Tịnh Không. Tập 119. Kính thưa các vị đồng học của Tịnh Tông Học hội Úc Châu, xin chào mọi người. Sáng sớm hôm nay, tôi nhận được điện thư của các vị. Biết được hôm nay là viên mãn thanh minh phật thất của các vị thanh minh là một tập tục của người trung quốc tảo mộ tế tổ là một ngày lễ quan trọng chúng ta hiểu được ở trung quốc ngày xưa sự dạy học của ba nhà nho thích đạo đều được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo đời trước còn có đời trước nữa quá khứ vô thủy đời sau vẫn còn có đời sau nữa vị lai vô chung vô thủy vô chung là một người ý nghĩa của chữ này lại suy ra lại mở rộng ra chính là như trong nhà phật đã nói hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là chính mình đây là bổn ý của chữ này chữ chính mình này ở trong phật pháp thì gọi nó là thanh tịnh pháp thân chân như tự tánh đây là hiếu ở trong chân như tánh đức không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước thì làm gì có tham sân si chứ thế là chúng ta liền hiểu rõ chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác mà không thuận như tánh đức thì chính là đại bất hiếu hiếu đạo là thực hiện từ chỗ nào vậy bắt đầu làm từ chỗ nào vậy thánh nhân thế xuất thế gian tuy là khác người nhưng cùng một lời giáo hướng cho chúng ta từ hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Mà bắt đầu làm Sau đó lại đem hiếu kính Dần dần mở rộng ra Đến hết thảy chúng sanh Đến tận hư không khắp Pháp giới Thì cái hiếu đạo này viên mãn Chúng ta hãy xem giáo học của nhà Phật Thế Tôn ở trong Quán vô lượng thọ Phật Kinh đã nói với chúng ta Tịnh nghiệp tam phước. Ba điều 11 câu này là thủy và chung của giáo học Phật pháp. Bắt đầu từ chỗ này mà viên mãn cũng ở chỗ này. Cho nên nhà Phật dạy là gì? không gì ngoài hiếu thân tôn sư mà thôi cổ đức nói không biết hiếu thân tôn sư thì không thể tận hiếu đạo rồi là trái nghịch không biết được tôn trọng lão sư tôn trọng tam bảo là nghịch thầy phản đạo rồi cổ nhân nói rất hay người mà trái nghịch thì cho dù cả đời họ có tu thiện hạnh nhiều đến bao nhiêu thì cũng đều là giả không thể thành đức đây là do nguyên nhân gì bởi vì hiếu thân tôn sư là căn bản cũng giống như cây cỏ hoa lá vậy đây là cái gốc nếu như gốc mà mất đi rồi Vậy thì sẽ giống cái gì? Giống như hoa cắm trong bình vậy Rất đẹp, rất ưa nhìn Đây chính là tỷ dụ Cho thế gian có một số người Bất hiếu với cha mẹ Không tôn trọng sư trưởng Nhưng họ ở trong xã hội Lại làm rất nhiều việc tốt việc này giống như là hoa cắm trong bịch vậy rất là đẹp chẳng mấy ngày sau thì hoa tàn cuốn rụng rồi cho nên không thể thành đức nguyên nhân là ở chỗ này là họ không có gốc nếu như một người chân thật tu học từ gốc rễ nhung bồi từ gốc rễ hiện tại cho dù là cùng đường điêu đứng gặp phải hoàn cảnh khốn cùng đây là nguyên nhân gì vậy đây là do quả báo ác nghiệp đã trồng ở trong đời quá khứ chiêu cảm đến nhưng họ vẫn còn cơ hội sống họ biết hiếu kính hiếu kính chính là cơ hội sống họ có thể sửa lỗi đổi mới họ có thể thành tựu đức hạnh chúng ta thực tại là được ông trời trọng hậu từ xưa đến nay đời đời đều có thánh hiền xuất hiện ở tại thế gian này để dạy bảo Giáo hóa chúng ta Nếu như không có giáo hướng của Thánh Hiền Thì làm sao chúng ta hiểu được Hiếu đạo đây Làm sao hiểu được sư đạo Làm sao biết được Hiếu đạo sư đạo, đạo, sư đạo? Là Đoạn ác hướng thiện Phá mê khai ngộ là đại căn đại bản Của việc thành thánh thành hiền chứ Đây là chỗ mà chúng ta Được ông trời trọng hậu Chúng ta phải biết trân quý Hiện tượng động loạn Trong xã hội ngày nay Mà chúng ta nhìn thấy Hiện tượng thiên hạ đại loạn Căn nguyên của đại loạn là ở đâu vậy? Là không có người dạy hiếu Không có người dạy kính Người thế gian không biết hiếu thuận với cha mẹ Không biết được tôn sư trọng đạo Không có ai dạy họ mà Nói cách khác là cái gốc rễ này Đã có vấn đề Nếu như cái gốc rễ này mà hư hỏng Thì chúng sanh ở thế gian này Đáng thương rồi Hiện tượng động loạn trong xã hội ngày nay Là chỉ mới bắt đầu mà thôi tương lai cũng không biết là nó sẽ loạn đến mức độ nào nhưng mà trong các tôn giáo nước ngoài có rất nhiều cổ nhân đã đưa ra lời tiên tri nói ngày tận thế sắp đến rồi đại khái là hiện tượng động loạn này đạt đến cực điểm thì đó chính là ngày tận thế là ai đã hủy diệt thế giới vậy sau khi hiếu đạo và sư đạo đã mất đi thì thế giới này bị hủy diệt do đây mà biết ngày nay cái thế giới này muốn cứu và hắn kiếp nạn Cải tạo vận mệnh Từ chỗ nào mà bắt đầu vậy Vẫn là từ hiếu thân Tôn sư Chúng ta phải ghi nhớ Người khác không hiếu thân Ta phải hiếu thân Người khác không tôn kính lão sư Ta phải tôn kính lão sư Chúng ta mỗi người đều đi trên con đường riêng của mình Có thể tuân theo giáo huấn của thánh hiền nhân thế xuất thế gian thì tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh cho dù cuộc đời này không gặp được phật pháp gặp được phật pháp không cầu sanh tịnh độ thì đời sau họ nhất định được sanh thiên Họ sẽ được hưởng thiên phước Người có nhân duyên thù thắng Được thân người nghe được Phật Pháp Gặp được Pháp môn tịnh độ Vẫn là phải tuân theo Tịnh nghiệp tam phước Tịnh nghiệp tam phước ba điều mười một câu là tổng cương lĩnh mà hết thảy chư phật giáo hóa cho pháp giới chúng sanh nhà phật gọi là đại tổng trị pháp môn chẳng gì ngoài việc này y theo tổng cương lĩnh này để mà tu học một lòng hướng về cầu xanh tịnh độ quyết định sẽ được xanh chúng tôi ở trên cổ thư đã từng nhìn thấy có một câu chuyện vào thời đại của khổng lão phu tử ngài nhìn thấy một người đánh trận Ở trên chiến trường Ba lần chiến tranh đánh trận Ba lần đều bị đánh bại Người này đều bỏ chạy Không có dũng cảm để đánh trận Việc này khiến cho người khác xem thường Khổng lão phu tử liền hỏi ông Vì sao ba lần đánh trận đều bại cả ba vậy Ông nói nhà tôi còn có mẹ già Tôi mà chết rồi thì không có ai phụng dưỡng Khổng phu tử nghe được những lời này Vô cùng cung kính đối với ông Mời ông lên phía trên ngồi ông không phải là không có dũng cảm đánh trận mà ông lo lắng cho mẫu thân của mình không có người chăm sóc ông ba lần đánh trận đều thua là có thể thông cảm mà tha thứ ở chỗ này là ông có trí huệ ông có thể phân biệt được lợi hại được mất đánh bại trận đương nhiên là chết chết là việc nhỏ nếu hiếu đạo mà mất đi rồi thì sự việc này lớn rồi chiến tranh thắng bại chỉ là chuyện cạch lá hiếu thân tôn sư mới là gốc rễ gốc rễ mà hư mục rồi thì xã hội này sẽ hết cứu cái đạo lý này thánh nhân hiểu được chúng ta thì làm gì hiểu chứ Cho nên đọc sách Học Phật Chỉ ở hiểu rõ lý Nếu như đối với những đạo lý sự tướng này Mà cũng đều không thể hiểu rõ Thì việc đọc sách của chúng ta không phải là uổng phí rồi sao Sau khi đã hiểu rồi Mà không thể y giáo phụng hành Không thể chăm chỉ làm cho được Thì bạn cũng là uổng công đã học hay nói cách khác đức hạnh một đời này của chúng ta không thể nào xây dựng được những cái khác thì đều không cần phải nói thêm rồi người xưa đã nói con người tại thế gian này có tam bất hủ là lập đức lập công lập ngôn ba thứ này các vị phải nên hiểu lập đức là căn bản bạn nếu như không có đức thì bạn quyết định không thể lập công bạn quyết định không thể lập ngôn công và ngôn của bạn là hư vọng không phải là chân thật nó không có gốc chỉ có thể tồn tại nhất thời mà thôi sau khi qua một thời gian thì chìm sâu mất nhấu rồi cho nên một người có đức hạnh khi có cơ duyên thì họ liền lập công có cơ hội vì xã hội vì nhân dân vì chúng sanh thì họ sẽ cống hiến đây là lập công khi chưa có cơ hội này thì họ đi theo phương hướng lập ngôn giáo hóa chúng sanh bạn xem giống như ở trung quốc ngày xưa chu công có cơ duyên có cơ hội lập công khổng lão phu tử không có cơ hội không có ai mời ngài đi làm quan thế là ngài dạy học Viết sách dạy học là lập ngôn Các vị suy nghĩ xem khổng lão phu tự và chu công Thì nền tảng của các ngài lập công lập ngôn là gì? Đức hạnh Các ngài có đức Đức hạnh là căn bản Căn bản là gì? Căn bản chính là hiếu thân tôn sư Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Hai câu này Là đại căn đại bản Của thiên địa nhân tâm Cho nên thanh minh Thì đệ tử trong nhà Phật chúng ta Cử hành Phật thất trong bảy ngày này Đem dạng duyên buông xuống Dùng tâm chân thành cung kính Mà niệm Phật cầu phước Hồi hướng cho tổ tiên Hồi hướng cho cha mẹ Dùng việc này để mà tận hiếu đạo Tấn đạo làm học trò Không những như vậy Chúng ta vào ngày Phật thất Viên mãn Còn cử hành một lần Phật sự Tam thời hệ niệm Âm dương lưỡng lợi Càng quan trọng hơn Tôi hy vọng đồng tu Các vị Phải tận tâm tận lực Mà đề sướng Phật sự tam thời hệ niệm Của ngày Phật thất viên mãn này Thỉnh mời Một số người Lớn tuổi ở địa phương này khi tổ chức đêm hội mừng năm mới của chúng ta Đều có mời rất nhiều người ngoại quốc lớn tuổi Mời trẻ mồ côi ở các cô nhi viện Đến tham gia pháp hội của chúng ta Để cho họ nhìn thấy sự long trọng Tổ chức tưởng nhớ đến tổ tiên của chúng ta Trồng cắm xuống Cây gốc Văn hóa hiếu thân Tôn sư này Cho Úc Châu Người dân bản địa của Úc Châu Có cái gốc văn hóa này Tôi tin là Các vị mời những người dân bản xứ Đến tham gia Thì họ sẽ càng có cảm xúc sâu sắc hơn Quan niệm gì luân lý gia đình của họ Thì nồng hậu hơn So với hầu hết những người phương Tây chúng ta làm như vậy làm pháp hội thanh minh này thì càng có ý nghĩa hơn tôi tin là cái ảnh hưởng này rất sâu xa đây là chân thật báo đáp ân đức của tổ tiên là báo ân phật ân lão sư xin chúc phúc cho pháp hội của các vị được thành tựu viên mãn các vị đồng học hôm nay có rất nhiều đồng tu đến từ trung quốc Tôi thấy ngoài việc Có hơn 50 vị Đến từ Bắc Kinh ra Còn có rất nhiều Những gương mặt mới gặp lần đầu Các vị đồng tu Đến từ Bắc Kinh Mong muốn tôi bớt chút thời gian Để nói chuyện với mọi người Tôi muốn tranh thủ Nói luôn trong thời gian 30 phút buổi sáng hôm nay Học Phật Đầu tiên Là phải nhận thức được Thế nào là Phật giáo Sau khi nhận thức được rõ ràng Mới không đến nỗi mê tín Phật giáo đã truyền đến Trung Quốc Được hơn 2.000 năm rồi Thế Tôn Năm xưa tại thế Cũng đã có dự đoán Ngài nói sau khi Ngài Viên tịch được 1.000 năm Thì thân giáo của Ngài Sẽ truyền đến phương Đông những lời này đã ứng nghiệm rồi Phật giáo Là nền giáo dục cứu cánh viên mãn Của Thích Ca Mâu Ni Phật Đối với chúng sanh Trong chính Pháp giới Nó không phải là tôn giáo Nó là giáo dục chúng ta nhất định phải nhận thức nó cho rõ ràng sự việc này tôi đã nói qua rất nhiều rất nhiều lần rồi đối tượng giáo dục của nó là hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới chúng ta ở trên kinh hoa nghiêm nhìn thấy bất phân quốc độ cả quốc độ đó chính là tam thiên đại thiên thế giới mà ở trên kinh phật đã nói là khu vực giáo hóa của một vị phật phật nói với chúng ta ở trong hư không thì những khu giáo hóa như vậy là vô lượng vô biên cho dù là thế giới lớn hơn đi nữa cũng là vô lượng vô biên Hướng hồ là quả địa cầu này của chúng ta Hay là những quốc gia Những thành phố nhỏ bé này chứ Bất phân tộc loại Tộc loại cũng là vô cùng rộng lớn Như 10 Pháp giới đã nói trên Kinh Là 10 tộc loại lớn Nhân là một tộc loại Súc sanh là một tộc loại. Đây là chúng ta có thể nhìn thấy được, có thể tiếp xúc được. Quỷ đạo là một tộc loại, thiên đạo cũng là một tộc loại. Không phân tộc loại, không phân sắc tướng. hình trạng màu sắc các tộc loại đều không như nhau bất phân tôn giáo tín ngưỡng bình đẳng giáo hóa mục đích của giáo hóa là hy vọng hết thảy chúng sanh chân thật được giác ngộ Hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chân tướng là gì? Chân tướng là một thể Chân tướng là người một nhà Hư không Pháp giới là người một nhà Là cùng chung một cái sanh mạng Từ chỗ này Tự nhiên sẽ lưu lộ ra Ái tâm chân thành vô tận Nhà Phật nói là từ bi Tự nhiên Sẽ giúp đỡ hết thảy chúng sanh Đây là phổ độ chúng sanh Mà nhà Phật đã nói Phổ là phổ biến Là ý nghĩa bình đẳng Không có tư tâm Không có phân biệt Độ chính là giúp đỡ Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Lìa khổ được vui Phật biết được nguồn gốc của khổ và lạc Chúng sanh thì không biết Khổ là từ đâu mà đến vậy? Cái gốc của khổ là từ việc không hiểu được chân tướng Của vũ trụ nhân sanh mà xa Cho nên Phật giúp đỡ đối với hết thảy chúng sanh Những việc giúp đỡ của Ngài là quá nhiều quá nhiều cho nên có câu phật thị môn trung hữu cầu tất ứng những việc giúp đỡ là quá nhiều trong những sự tướng này một sự việc lớn quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh khai trí huệ phá mê khai ngộ trí huệ khai rồi thì hết phải những vấn đề này họ tự mình sẽ giải quyết được là giúp cho họ khai trí huệ quan trọng nhất là dạy học cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện tại thế gian này Cả đời là một công việc Là dạy học Chúng ta dùng lời hiện nay để định vị Thích Ca Mâu Ni Phật Thì ở trong xã hội này Ngài là nhân vật như thế nào vậy? Có địa vị gì? Theo cách nói hiện nay Thì Ngài là một người làm công tác Nghĩa vụ dụ, giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa đây là thân phận của Ngài Cái công việc này là vô cùng vĩ đại Chân thật là xả minh vì người Vì hết thảy chúng sanh làm tấm gương tốt Không chỉ là chúng sanh lục đạo Mê mà không giác chúng ta muốn tìm một nơi nương tựa giống như trẻ sơ sinh phải nương tựa vào cha mẹ vậy không có cha mẹ thì chúng sẽ không thể sống được rồi nhất định là không thể nào rời xa sự chăm sóc của cha mẹ được chúng sanh lục đạo ví như trẻ sơ sinh thánh của mười pháp giới pháp giới tứ thánh thanh văn duyên giác bồ tát những vị này thì cũng như là trẻ nhỏ vậy tuy là không phải là trẻ sơ sinh nhưng đại khái cũng như là trẻ ba bốn tuổi vậy nếu rời xa cha mẹ thì cũng không thể nào sống được đây chính là quy y mà nhà phật đã nói y chính là chúng ta phải tìm cho được chỗ nương tựa lục đạo hay là mười pháp giới cũng đều phải tìm chỗ nương tựa nương tựa người nào thì chúng ta mới có thể tiếp tục sống được phật nói với chúng ta là chúng ta phải nương tựa vào tam bảo chính là Học Phật Vừa mới bắt đầu Thì chúng ta phải quy y tam bảo Ý nghĩa chân thật là ở chỗ này Quy là quay đầu Y chính là chúng ta tìm một nơi để nương tựa Nếu như chúng ta không quay đầu Thì dính diễn Sẽ trôi nổi ở trong lục đạo luân hồi Biển khổ sanh tử Chúng ta từ đây mà quay đầu nương dựa vào sự giáo huấn của tam bảo không phải là nương dựa vào nơi nào khác giáo huấn của tam bảo là ở đâu vậy khi phật còn tại thế thì không có vấn đề rồi mọi người chúng ta cứ nương tựa vào ngài có nghi năng tạp chứng gì đều có thể đến thỉnh giáo với ngài ngài giúp chúng ta giải quyết ngày nay phật không còn tại thế chúng ta nương tựa thì phải nương tựa vào kinh điển kinh điển là sự dạy bảo mà phật đà để lại cho nên phật không còn trụ thế thì tam bảo là lấy pháp làm chủ tăng thì đây là người truyền pháp những gì đại đức giảng kinh thuyết pháp này bất luôn là tại gia hay xuất gia chúng ta lương tựa họ thì cũng có một cái nguyên tắc họ là đệ tử phật chân thật hay là đệ tử giả bạn phải có năng lực phân biệt đệ tử chân thật của phật thì truyền là phật pháp đệ tử giả thì truyền là ma pháp Xã hội hiện nay, cần gì phải biết? Có câu nói là pháp nhược ma cường. Phàm phu thông thường như chúng ta rất khó phân biệt đâu là Phật, đâu là ma. Thế nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật thì vô cùng từ bi đã giảng nói cho chúng ta một bộ là đại phật đảnh thủ lăng nghiêm kinh ở trong bộ kinh này đã phân tích tường tận tỉ mỉ sự khác biệt giữa ma và phật sau khi chúng ta đọc rồi thì bạn tự nhiên sẽ có năng lực để phân biệt Trong xã hội hiện tiền Thì ma tử ma tôn Đội lốt người xuất gia Rất nhiều rất nhiều Tại gia xuất gia hoàng pháp Thì nhất định phải nhận thức được cho rõ ràng Sự khác biệt giữa ma và Phật Chỗ khác nhau cơ bản nhất Là đệ tử Phật không có tự tư tự lợi. Tiêu chuẩn ở trên kinh Kim Cang là tốt nhất. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng để quyết định là đệ tử Phật chân thật. Nếu như họ vẫn còn sự phân biệt chấp trước nghiêm trọng thì đây không nhất định là đệ tử Phật. Chúng ta phải đặc biệt Nhìn cho rõ ràng Mục đích Của tu học Là phải liễu sanh tử Thoát luân hồi Thành Phật quả Vô thượng Bồ Đề Đây là mục đích của chúng ta Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Cổ nạn của thế gian này Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là sứ mạng của chúng ta Là chức trách của chúng ta Đây là đệ tử Phật Cũng giống như là trẻ nhỏ gì Chúng phải nương dựa vào Cha mẹ của mình Thì chúng phải nhận biết được Ai là cha mẹ của chúng Chúng không thể nào nhận nhầm người Nhận sai người thì xong rồi Chúng ta học Phật Thì cũng phải nhận biết Lão sư cho được rõ ràng Ai là lão sư của chúng ta cái khó khăn của người hiện đại là vấn đề phổ biến trong xã hội này trong nước ngoài nước cả thế giới này bất kỳ một quốc gia khu vực nào cũng đều đã mất đi giáo huấn của thánh hiền Tùy thuận theo Giáo huấn của ma Ma dạy người ta cái gì? Ma dạy người ta tăng trưởng tham sân si mạng Ma dạy người đấu tranh Phật dạy người nhẫn nhường Phật dạy người ta xá mình vì người phật và ma dạy đều là hoàn toàn trái ngược nhau phật dạy người hiếu thân tôn sư thế xuất thế gian đại thánh đại hiền thì tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc mà các ngài giáo hóa chúng sanh chính là hiếu kính phật dạy bảo chúng ta bạn có thể hiếu thuận cha mẹ Phụng sự sư trưởng Sau đó lại đem tâm hiếu kính này Mở rộng ra thành Hiếu thuận với hết thảy chúng sanh Tôn kính hết thảy chúng sanh Thành tựu đức tánh viên mãn của bạn So với ma dạy Thì hoàn toàn khác nhau rồi Ma dạy chúng ta tự tư tự lợi Ma dạy chúng ta Tổn người lợi mình Hoàn toàn không giống với Phật đã dạy Phật dạy chúng ta là xá minh di người Thì hoàn toàn khác với ma rồi Cho nên Thực tiễn của việc dạy học trong phật pháp là thập thiện nghiệp đạo con người này nếu có thể chân thật hiếu thân tôn sư phụng hành thập thiện đây là người tốt đây là thiện nam tử thiện nữ nhân mà trên kinh đã nói nếu như không hiếu thuận cha mẹ trái nghịch cha mẹ phản nghịch sư trưởng người xưa đã nói nghịch thầy phản đạo họ là cũng tu thập thiện thập thiện đó là giả rồi không phải là thật là ngụy trang quyết định không thể thành đức cho nên trước tiên chúng ta phải nên biết ta phải nên học vị lão sư nào người học phật nhất định là hiếu thuận cha mẹ không có chuyện đệ tử phật mà không hiếu thuận cha mẹ vậy thì không thể tìm ra được rồi cùng với việc định vị được một vị lão sư thì mới có thể thành tựu đức hạnh thế gian này ai mới là vị lão sư tốt Lão sư tốt đều đã đi rồi Đều không còn nữa Ở Trung Quốc Nhiều ngày trước Tôi quen biết Với lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ Là một chân thiện tri thức Lão cư sĩ ngài đã đi rồi ngài là người chân thật có trí huệ chân thật có từ bi vì phật pháp vì chúng sanh không vì chính mình ngài không có gì chính mình đây là chân thiện tri thức ngài tuy rằng đã đi rồi nhưng di giáo của Ngài vẫn còn Chúng ta y theo giáo huấn của Ngài mà làm Thì Ngài chính là lão sư của chúng ta Nếu như bạn cảm thấy Đây là một người tại gia Bản thân mình không sanh lòng tin đối với Ngài Năm xưa tôi học tập với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ngài đã giới thiệu cho tôi Ấn Quang Đại Sư Chúng tôi đã y theo Và xem Ấn Quang Đại Sư là Lão Sư Ấn Quang Đại Sư cũng không còn nữa Nhưng trước tác của Ngài thì còn Chúng tôi y theo giáo huấn Trong phần sau của Ngài để tu học Đây là chúng tôi đã tìm được một vị Lão Sư tốt Khi tôi đi giảng Kinh Hoàng Pháp ở trong và ngoài nước Cũng đã giới thiệu với mọi người Một vị lão sư Tôi giới thiệu vị lão sư này là ai? Là vô lượng thọ Phật Là A-di-đà Phật A-di-đà Phật ở đâu vậy? Ở trong kinh vô lượng thọ Chúng ta mỗi ngày Đọc tụng kinh vô lượng thọ Chính là nghe giáo huấn của A-di-đà Phật chúng ta y chiếu theo kinh vô lượng thọ mà học tập. Đó chính là học trò tốt. Chân thật của vô lượng thọ Phật. Chúng ta theo sát ngài. Quyết định không hối hận, quyết định không thay đổi. Thì cuộc đời này của bản thanh tựu rồi khẳng định là thành tựu thế nhưng ma cũng rất là lợi hại mà nhìn thấy bạn sắp thành tựu thì sẽ nghĩ ra hết phương pháp để kéo bạn trở lại kéo cho bạn rất vào địa ngục ma thích nhìn thấy người khác chịu tội nhìn thấy người khác đọa địa ngục chịu tội thì chúng rất vui mừng chúng muốn chà đạp hủy hoại người khác Cho nên chúng muốn đến quấy nhiễu chúng ta chướng ngại chúng ta Phá hoại chúng ta Nói kinh vô lượng thọ này không đáng tin Nói là kinh điển thì không thể nào hội tập Nói đọc quyến kinh này là sai lầm Nghe được những lời này của họ Thì chúng tôi suy nghĩ Bạn rút cuộc là dựa vào ai Bạn là y theo họ Làm lão sư Vậy thì cứ đi theo họ Tương lai quả báo của bạn là ở tam độ Bạn nếu như Y theo Phật làm lão sư Vậy thì tâm của bạn liền định trở lại Bất luận là người khác có nói như thế nào Ta chính diễn cũng sẽ không thay đổi Tôi quyết định sẽ y theo bộ kinh điển này Việc hội tập Không phải lão cư sĩ Hạ Liên Cư Là người đầu tiên sáng tạo Không phải ngài Vào thời nhà Tống Thì cư sĩ Vương Long Thư Đã bắt đầu hội tập rồi Cư sĩ Long Thư Đã đứng mà giảng sanh Nếu như việc hội tập Là có tội Thì cư sĩ Vương Long Thư Làm sao có thể giảng sanh chứ Làm sao mà có thể đứng giảng sanh chứ Đây là đã làm chứng minh cho chúng ta Hội tập là có đại công đức Đối với chúng sanh là có đại lợi ích Đại khái là gần 200 năm trước Thì cư sĩ Ngụy Mặc Thâm Đã làm hội tập lần thứ hai Hạ Liên Cư cư sĩ làm hội tập Đây là lần thứ ba mỗi lần đều thù thắng hơn lần trước chúng ta mở quyển kinh này ra thì sáu căn liền tỏa hào quang trên kinh lang nghiêm đã nói lục căn môn đầu phóng quang động địa đây là một chút cũng không giả đây chân thật là chỗ quy y của chúng ta bản hội tập này tốt nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không nghe giảng giải không xem chú giải thì ý nghĩa của nó cũng đều có thể xem mà hiểu được đều có thể hiểu rõ đây là sự vô cùng thù thắng của kinh điển bạn hiểu được thì mới được lợi ích bạn xem không hiểu thì làm sao được lợi ích chứ sau khi hiểu rồi thì ý giáo tu hành thì chúng ta được lợi ích cho nên công đức của việc hội tập là không thể nghĩ bà chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này đây chân thật là nơi nương tựa của chúng ta kinh vô lượng thọ là chân thật ở trong chân thật ngài đã nói ba chữ chân thật chân thật chi tế chân thật trí huệ chân thật chi lợi đây là việc mà trên các kinh khác rất ít nhìn thấy cho nên chúng ta phải quy y chân thật thì đương nhiên sẽ đạt được lợi ích trí huệ chân thật quyết định là không thay đổi bất luận là ai nghĩ luận chúng ta hiểu được đó là đang đến nhiễu loạn là đến để phá hoại chúng ta chúng ta không thể mắc lừa chúng ta có lòng tin kiên định người phê phán quấy phá thì chúng ta sẽ nhìn thấy quả báo của họ cho nên các đồng tu phải có lòng tin kiên định y giáo phụng hành cả đời dũng mãnh tiến lên quyết không thay đổi phương hướng Tôi nghĩ mỗi một di đồng tu Đều sẽ có được thành tựu vô cùng thù thắng Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin giảng đến đây thôi A-di-đà Phật Tỉnh dịch vọng tay cư sĩ Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a còng gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 弥大佛。